Xin chào Khi các bạn xem video này thì cũng là lúc mà mình mới bước sang tuổi 35 Thì do vậy trong video này thì mình muốn làm với format như một cái podcast tâm sự Để nhìn lại hành trình hơn 30 năm vừa qua của mình Những điều gì mình đã làm, những bài học gì mình đã có được từ cái trải nghiệm glow up Nâng cấp bản thân hay là phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của mình Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn xem nội dung của mình thì mình tên là Trinh Nguyễn mình là tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, hiện mình đang làm công việc giảng dạy và nghiên cứu. Ngoài công việc chính thì mình có làm sáng tạo nội dung trên blog, youtube và podcast. Ngoài ra mình còn là tác giả cũng như là chủ doanh nghiệp. Mình có hai doanh nghiệp ở Mỹ và Việt Nam để phân phối phát hành sản phẩm của mình. Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản là cuốn sách đầu tay của mình về chủ đề lối sống. Và sản phẩm thứ hai là cuốn sổ hiệu năng The Present Day Planner làm công cụ giúp cho các bạn làm việc để hiệu quả hơn nhưng vẫn duy trì được một lối sống cân bằng hạnh phúc. Ngoài ra, mình cũng đã lập gia đình. Mình có một gia đình nhỏ với chồng và một con trai 5 tuổi. Có lẽ cái năm 35 tuổi này là cái năm đầu tiên là mình mới cảm thấy được trọn vẹn cái từ viên mãn. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng như vậy và không phải lúc nào mình cũng cảm thấy thực sự hạnh phúc viên mãn và tự tin với phiên bản của mình Đặc biệt trong tuần sinh nhật này thì mình nghĩ rất nhiều về những kỷ niệm khi mình còn học cấp 3 Và ở cái thời điểm đấy thì mình thực sự là một con vịt xấu xí Tại vì là da mình rất là sạm, rất là đen Rồi mụn nổi đầy chán và mình lại kiểu có chán cao thứ là kiểu buộc tóc ở đằng sau cho nên là nó càng lộ ra những cái muộn rồi những cái nét mà nó còn chưa thành hình ấy. Cái điều đấy nó khiến cho mình thấy thiếu tự tin tất nhiên, nhưng mà cái điều mình cảm thấy khó khăn hơn cả ấy là cái sự khen tị rồi áp lực đồng trang lứa. Mình có nhớ rằng là khi mình học cấp 3 thì mình học ở trường chuyên lớp chọn bởi vì là mình học chuyên văn. Ngồi cạnh bên mình là một bạn rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Nhưng mà có một cái điều mà mình rất là khen tị ở bạn ấy là gia đình bạn có điều kiện. Thì do vậy là không những bạn luôn luôn được mặc những cái thời trang hàng hiệu Nike, Adidas từ khi mà bọn mình còn không biết hàng hiệu là gì. Nhưng mà cái mà khiến cho mình ghen tị nhất ấy, là mỗi một mùa hè bạn đều được bố mẹ cho đi chạy hè ở nước ngoài có năm thì đi úc có năm thì đi mỹ có năm thì đi canada và sau mỗi chuyến đi như vậy thì mình cảm thấy bạn ấy trưởng thành bạn ấy lớn lên bạn ấy thông thái hơn rất nhiều ấy và mình cảm thấy rất là thèm thuồng ấy phải thực sự là thèm thuồng cái cảm giác đấy và mình nghĩ rằng là à tức là mình phải có tiền thì mình mới có thể có những cái trải nghiệm đấy và có thể trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Nhưng mà đến khi mình vào đại học ấy thì mình mới nhận ra rằng là à những cái suy nghĩ trước đây ấy, nó không đúng bởi vì là khi mình vào đại học mình gặp được nhiều bạn ở nhiều thành phố, ở nhiều địa phương, ở nhiều tỉnh lẻ khác nhau và có rất nhiều gia đình các bạn không có điều kiện thậm chí là dưới cái điều kiện của gia đình mình rất là nhiều. Thế nhưng mà bạn vẫn rất tự tin, bạn vẫn có rất nhiều cái trải nghiệm thú vị và bạn không có cái sự so sánh Ken tị ngại ngần như mình Và nó khiến cho mình nhận ra rằng là Mình không nhất thiết phải có tiền Thì mình mới có thể phát triển bản thân Có rất nhiều cách và cụ thể trong video này Mình sẽ chia sẻ với các bạn 10 cách Mình đã làm để nâng cấp bản thân Để glow up với chi phí thấp nhất điều đầu tiên mình nên làm trong hành trình nâng cấp bản thân đấy là trân trọng những gì mình đang có điều này có vẻ trái ngược với cái mục tiêu glow up đúng không khi mình cảm thấy mình luôn thiếu mình chưa đủ mình xấu mình kém hơn người khác ấy thì nó rất là khó để mình có thể phát triển một cách an yên một cách tự do một cách Tích cực tất nhiên mình có những điểm mình sẽ cần phải cải thiện Nhưng những gì mình đã có cũng rất là tuyệt vời Trở lại với cái ví dụ khi mình còn học cấp 3 ấy, Là mặc dù mình rất là ghen tị với người bạn ngồi cùng bàn của mình Là có điều kiện để đi chạy hè nước ngoài rồi mặc quần áo hàng hiệu ấy Nhưng mà nhìn lại bản thân mình ấy Khi đấy thì mình cũng có rất nhiều điều đáng trân trọng Thứ nhất là mặc dù là gia đình mình không có nhiều điều kiện về tài chính Nhưng mà ba mẹ mình cực kỳ ủng hộ mình về mặt tinh thần Và luôn luôn nói rằng là ba mẹ sẽ cố gắng đồng hành với mình tìm một cách nào đấy để mình có thể có học bổng đi du học thì cái mục tiêu du học của mình chậm hơn người bạn ngồi cùng bàn của mình khoảng 4 đến 5 năm thế nhưng mà mình không hề hối hận bởi vì là mình đi một cái con đường chậm hơn nhưng mà nó phù hợp với hoàn cảnh của mình và phù hợp với cái sự phát triển của mình. Và đấy là một điều mình thực sự đáng trân trọng. Để làm được điều này, gợi ý của mình là thực hành biết ơn. Nếu các bạn chưa biết về phương pháp này thì mình sẽ đọc à, trích một đoạn mình viết ở trong cuốn sách của mình, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản, về biết ơn. Có rất nhiều cách bạn có thể làm để nhắc bản thân về lòng biết ơn. Ba trong số đó có thể là thứ nhất, nghĩ. Thứ hai, nói. Và thứ ba, viết về những điều mình cảm thấy may mắn và hạnh phúc hàng ngày, đây không nhất thiết phải là những điều lớn lao, to tát. đôi khi những thứ bé nhỏ mà ta thường bỏ qua, coi chỉ là hiển nhiên, chính là những thứ có ý nghĩa sâu sắc nhất. Có những ngày tôi viết chung chung như, tôi cảm thấy biết ơn vì mình có một đôi mắt sáng, hay tôi cảm thấy biết ơn vì có thêm một ngày để sống. nhưng cũng có lúc lại chi tiết hơn như, tôi cảm thấy biết ơn vì người bán hàng đã cười với tôi và hỏi tôi hôm nay thế nào, trong lúc tôi đang rất mệt mỏi. Hay tôi cảm ơn cuộc cãi vã với X vì nó khiến tôi nhận ra mình cần phải lắng nghe nhiều hơn. Thì chi phí để thực hiện cái bài tập biết này là không đồng. Thứ hai, xây dựng bản tầm nhìn hay còn gọi là Vision Board. Thì đây là một phương pháp giúp cho các bạn hình dung ra một cách rõ ràng hơn cái phiên bản trong mơ của mình về chính mình. Bản thân mình đã giới thiệu phương pháp này trong một số video trên kênh, đặc biệt những video nói về thực hiện một cuộc sống trong mơ, Dream Life. Thì cách làm cũng rất đơn giản, tức là bạn có thể thu thập từ cái hình ảnh đẹp về cái mẫu người hoặc là cái tố chất cái 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 phong cách nào mà bạn mong muốn ý nghĩa lớn nhất của việc này là nó giúp cho mình biết được chính xác cái phiên bản cái mục tiêu mình muốn hướng tới tại vì nếu mà không có một cái bảng tầm nhìn này thì mình sẽ mơ rất nhiều thứ linh tinh hoặc là lang mang trong cuộc sống chẳng hạn như là trở lại câu chuyện hồi cấp 3 của mình ấy, thì mình rất là ghen tị với cô bé người cùng bàn với mình thế nhưng mà khi mà mình nghĩ rằng à bạn ấy có đôi giày đẹp đấy bạn có đôi giày xịn thì mình cũng nghĩ rằng là à tương lai mình cũng muốn có một đôi giày hàng hiệu như vậy. Thế nhưng mà khi mà mình lập ra cái bảng tầm nhìn ấy thì mình nhận ra là à thực ra cái hàng hiệu nó không phải là cái điều mình muốn. Từ đấy thì mình mới nhận ra là à, thế tức là mình có thể ngừng so sánh bản thân mình với tất cả những người bạn khác mà có màu sắc, có phong cách, có cái thương hiệu nó không phù hợp với cái tầm nhìn của mình mà mình chỉ tập trung vào những thứ mà nó có thể không quá đắt đỏ nhưng mà nó đúng với cái phong cách cái hình ảnh cái cái mong muốn của mình ở trong bản tầm nhìn bạn cũng có thể thêm những cái mơ ước ví dụ như là học tập chẳng hạn và mới học tới học vị học hàm nào công việc nào là công việc trong mơ của mình mình muốn kiếm được bao nhiêu tiền tất cả những cái ước mơ của mình mình cho bảng tầm nhìn này thì khi mình cho bảng tầm nhìn thì não bộ của mình nó sẽ tự nghĩ ra những cái cách để mình có thể thực hiện được ước mơ đấy có thể không phải ngay năm nay không phải là trong năm kia có thể là ba năm 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 sắp tới thì mỗi một khi mình nhìn thấy mình nhận ra cái điều này trong cuộc sống thì nó tự động nó gợi ý cho mình là à đây là cái mà mình có trong bản tầm nhìn đây là ước mơ của mình hãy đi theo con đường này để biến ước mơ thành hiện thực thì cái chi phí để mình làm một cái bảng tầm nhìn như vậy nó là gần như là không đồng cách thứ ba là đọc sách đọc sách là một phương pháp tuyệt vời để có thể nâng cao tri thức của mình và khi mình có thêm kiến thức mình sẽ cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp mình có thêm kiến thức thì mình sẽ có thêm cái kỹ năng mình có cái đường hướng để mình phát triển bản thân phát triển sự nghiệp phát triển cái trí tuệ của mình thì nó sẽ dẫn mình tới tới những cái mục tiêu cơ hội tương lai nó sẽ khiến cho mình cảm thấy là mình bước thêm được mỗi bước một bậc mình gợi ý sách ấy là vì thứ nhất là mình là tác giả sách nên mình biết rằng là để viết được một cuốn sách nó không hề dễ dàng nó cần phải đòi hỏi rất nhiều trí lực để tạo ra một cuốn sách do vậy giá trị của một cuốn sách ấy mình đặt nặng hơn những cái video hay podcast mặc dù bản thân mình cũng là một người làm sáng tạo nội dung đôi khi mình cảm thấy ấy, nếu mà mình xem những cái video trên mạng về chủ đề glow up ấy, thì nó sẽ rất là dễ cho mình so sánh bản thân bởi vì mình chỉ xem khoảng được 10 phút, 20 phút những cái video mà các bạn make up rồi các bạn tập thể dục rồi các bạn làm một cái hoạt động gì đấy để cho mình thay đổi bản thân mình trong một cái thời gian rất là ngắn ấy thì mình sẽ rất là dễ có cái nhìn nó không được chính xác về cái quá trình glow up thực sự của các bạn trong khi đó đối với sách ấy thì nó sẽ đưa cho mình một cái không gian tịnh hơn, nó khiến cho mình có cái thời gian để suy nghĩ chủ động hơn mặc dù sách có giá trị rất cao nhưng mà đôi khi giá thành lại rất thấp các bạn có thể thậm chí là không đồng khi mà mượn sách ở thư viện thì mình thường xuyên mượn sách ở thư viện để đọc và trong đó sách của mình thì đã có ở rất nhiều thư viện ở việt nam nếu các bạn nào quan tâm cách thứ hai là mình cũng có thể à, mua những cái cuốn sách giá rẻ những cái cuốn sách cũ hoặc là mình có thể mua những sách điện tử hoặc là sách nói thứ tư học tiếng anh tại sao học tiếng anh sẽ giúp cho mình glow up <laughs> Thứ nhất ấy, học tiếng Anh sẽ giúp cho mình Đọc được những cuốn sách Tức là trở lại với gợi ý vừa rồi ấy Khi mà mình đọc sách ấy, thì nếu mình chỉ biết tiếng Việt ấy, Thì mình sẽ phải đợi tất cả những cuốn sách Mà những bản tiếng Anh nó dịch ra tiếng Việt Hoặc là mình chỉ đọc được những cuốn sách của tác giả người Việt thôi Hoặc những cuốn sách mà Nó đã xuất bản được một thời gian dài rồi Còn nếu mình đọc được tiếng Anh ấy, thì nó sẽ giúp cho mình tiệm cận tới nhiều cái nguồn thông tin, nhiều cái cuốn sách hay hơn mà mới hơn. Tiếng Anh đặc biệt là giao tiếp tiếng Anh ấy cũng sẽ giúp cho mình tự tin hơn rất nhiều trong quá trình mà làm việc với đối tác người nước ngoài này hay là đến trường học các môn bằng tiếng Anh này rồi nó sẽ mở cho mình rất nhiều cơ hội du học này, rồi đi làm thêm ở nước ngoài này, làm việc với các đối tác công ty có hợp tác nước ngoài này, có rất nhiều thứ nó thực sự sẽ giúp cho mình level up, tức là mình nếu mà không có tiếng Anh ấy thì mình sẽ chỉ là một người thực sự là ở trong cái giếng địa phương thôi. Nhưng mà khi mình có tiếng Anh rồi mình sẽ được ra biển lớn. Nó vậy tiếng Anh đối với mình ấy là một cái công cụ không thể thiếu được trong quá trình phát triển bản Nhưng thân. Ngày nay các bạn có rất nhiều lựa chọn để học tiếng Anh với giá thành thấp hơn mình ngày xưa rất là nhiều. Thì một trong lựa chọn mà mình đã giới thiệu một vài lần ở trên kênh YouTube là Prep thì prep là một nền tảng học và ôn thi tiếng anh online và có kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo ai rất là nổi tiếng hiện nay tại việt nam đặc biệt với việc luyện nói speaking ấy thì ngày xưa đây là một trở ngại rất lớn với mình bởi vì là mình không có điều kiện để mình học những cái trung tâm mà có người sửa nó cho mình một một còn trong khi đó đối với khóa học ielts của prep ấy, thì các bạn có luôn cái phần chấm chữa speaking thầy cô chấm chữa cho mình thực tế mình làm thử cái bài chấm số 5 này khi mới nhường răng cho nên là cái phát âm của mình rất là khó tuy nhiên mình cũng muốn tận dụng cơ hội này để xem là cái việc nhường răng nó ảnh hưởng đến phát âm của mình như thế nào cái bài chấm số 5 mà mình làm ấy, thì cái giao diện nó rất là dễ nhìn có đủ ba part speaking như là thi thật luôn mình ghi âm ngay ở trên nền tảng mình có thể nghe lại và ghi lại sau khi mình làm xong ấy, thì mình sẽ nộp bài và thầy cô sẽ chấm cho mình ngay ở trên cùng một nền tảng rất là mọi thứ nó rất là tiện lợi ấy. mình không phải xuất file riêng rồi email thầy cô hay là hẹn gặp thầy cô trực tiếp mà thầy cô có thể đồng thời xem và chấm bài cho mình trong khoảng 2 ngày và đây là kết quả bài của mình 6.5 là một con số khá là hấp so với điểm số thông thường của mình nhà nó cũng phản ánh đúng cái khó khăn của mình với nhường răng ví dụ như phần phát âm hay là phần nói trôi chảy mình chỉ được 6.0 trong khi đó cái phần từ vựng hay là phần ngữ pháp thì mình được đến 7 chấm thì ở trong cái phần phát âm ấy, thầy cô có nhận xét với mình là mình có trọng âm nhịp điệu và ngữ điệu tốt nhưng mà cái âm riêng lẻ thì chưa được tốt thì nó thể hiện ở trong cái phần bài thi của mình á Là có rất nhiều cái âm, đặc biệt là âm cuối ấy, Có chữ S á, Thì mình khó có thể phát âm được Ví dụ như là Website Assist filters thì nó rất là khó để có thể nói một cách tự nhiên với nhường răng để hỗ trợ mình thì thầy cô có viết rất là kỹ ở trong phần action plan kế hoạch hành động để răng ben điểm ấy thì thầy cô có gợi ý là ghi âm lại để xem một cách mình phát âm âm cuốn thế nào thì điều này mình sẽ cố gắng làm trong những cái tháng tới khi mình răng nhường răng ở trong phần điểm số của mình ấy thì có cái phần nhận xét về sự trôi chảy và kết nối thầy cô có góp ý cho mình là mình chưa trả lời sâu hay là mình có cái logic liên kết lỏng lẻo ấy thì cái phần này mình chưa rõ lắm, do vậy mình đã chat với thầy cô để hỏi cụ thể hơn cái vấn đề này. Thế sau khoảng độ một đến hai ngày, thầy cô có gửi lại cái câu trả lời cho mình là à, những cái phần nào mà mình còn có thể làm kỹ hơn hay là cái phần nào mà mình bị lặp. Bên cạnh những góp ý để cải thiện hơn thì thầy cô cũng đưa ra rất nhiều lời khen để mình biết rằng là cái phần nào mình đang làm tốt thì có thể phát huy. Với cái ý học tiếng Anh trên Prep ấy, thì cái chi phí của mình đã rất là thấp so với cái giá trị mình nhận được rồi. Thế nhưng mà mình có cộng tác thêm với prep để đưa một cái code giảm giá chi chi để các bạn có thêm những cái phần trăm giảm giá khi đăng ký các khóa học ielts ở trên prep Tiếp theo những gợi ý tri thức là những gợi ý close up về sức khỏe. Ngày xưa khi mình còn trẻ thì mình rất là khen tị với những bạn mà có cách make up đẹp này hay là có những cái nét sang này rồi là có những bộ quần áo lung linh lộng lẫy. Nhưng mà khi mình trưởng thành mình gặp nhiều người hơn á thì mình nhận ra rằng là cái nét đẹp ấy nó luôn luôn thay đổi. Tức là cái nét của mình khi còn là học sinh sinh viên ấy nó sẽ rất là khác so với khi mình đã trưởng thành, rất khác khi mình đã sinh con xong chẳng hạn. Tức là cái nét của mình nó sẽ thay đổi theo thời gian. Và tiếp theo nữa là cái thần thái của mình ấy nó sẽ khác. Tức là khi mà mình stress mình cảm thấy tự ti mình cảm thấy không thoải mái thì kể cả mình có những cái nét rất là đẹp ấy nó cũng kiểu sạm đi nó cũng xấu đi nó thực sự như mọi người nói là tâm sinh tính ấy khi mình cảm thấy thoải mái tự tin cái sức khỏe tinh thần và thể chất của mình tốt ấy thì mình thấy những người đấy là những người đẹp nhất kể cả họ không có những cái nét đẹp truyền thống theo kiểu chuẩn sắc đẹp thông thường ấy nhưng mà ở họ toát ra một cái gì đấy mà nó rất là khỏe mạnh ấy nó rất là tự tin nó rất là mơn mởn ấy thì đấy là cái vẻ đẹp mà mình nghĩ nó thực sự là glow up bởi vì nó thực sự là tỏa sáng. Trong suốt cái quá trình mà mình trưởng thành ấy, mình nhận ra điều này và mình cố gắng tập trung vào sức khỏe của mình hơn là những thứ mà mình có thể đắp lên mặt. Nói cách khác là mình tập trung vào tập thể dục ít nhất là 30 phút một ngày Cái thứ hai là mình đầu tư cho da Tại vì mình thấy rằng da là một cái mà nó thể hiện rất là rõ cái sức khỏe bên trong của mình Cũng như là cái mà đầu tiên mọi người nhìn thấy khi thấy mình Và quan trọng hơn cả là mình cố gắng mình duy trì một cái sức khỏe tinh thần tốt Mình giữ tư duy tích cực mình trở lại với cái cự ý ban đầu là rèn luyện với lòng biết ơn Mình biết ơn mọi thứ hàng ngày để mình cảm thấy thoải mái hơn, mình cảm thấy tự tin hơn Và mình... Có một khí chất mà nó thực sự tỏa sáng Thì cái chi phí có thể từ 0 đồng tới dưới 5 triệu đồng Thứ sáu, rèn luyện một tư thế tự tin. Một trong điều mình học được ở cái quá trình glow up của bản thân mình ấy là trước đây khi mà mình tự ti bản thân mình ngại, mình xấu hổ ấy, thì mình thường thu hẹp bản thân lại, mình cảm thấy là mình kiểu cứ đầu chìa phía trước rồi là của lưng còng ấy rồi mình cứ cảm thấy là mình như một cái con sâu con sen mình muốn thu lại mình không muốn mọi người nhìn thấy mình ấy nhưng mà mình càng như thế thì mình lại càng cảm thấy là mình thiếu tự tin hơn thì sau này mình học được một số cách để mình có thể một cách rất đơn giản thôi thực sự là không đồng ấy tức là mình đứng thẳng người mình đưa vai của mình lớn hơn mình mở tay của mình nhiều hơn nó tự nhiên nó khiến cho mình cảm thấy tự tin hơn và nó là cái quá trình mà glow up dễ nhất nhưng mà lại ít người để ý đến nhất thứ bảy tối giản hóa thời trang và phong cách trang điểm có rất nhiều video nói về glow up tập trung vào trang điểm và mình thấy rằng là trang điểm giúp cho các bạn nữ tự tin hơn rất nhiều và nếu các bạn nam nào biết một cách trang điểm nhẹ nhàng cũng tôn thêm được cái nét của mình rất là nhiều và đấy là một cái phần quan trọng glow up. Thế nhưng mà mình muốn nói rằng là bạn không nhất thiết phải đi học làm make up hay là bạn không cần thiết phải đầu tư quá nhiều vào những cái sản phẩm make up hàng hiệu hay là những cái bộ quần áo sang trọng để mình có thể tự tin. Cá nhân mình là một người sống tối giản và mình tập trung vào mọi thứ trong cuộc sống làm sao có thể đầu tư với cái mức thấp nhất nhưng mà hiệu quả cao nhất thì một trong số đấy là cái cách mình make up thì mình make up luôn luôn với cái phong cách tối giản ví dụ như cái mặt make up của mình hôm nay ấy, thì mình chỉ có một cái cây duy nhất là mình làm cả mắt cả má và cả môi và mình tập trung vào những sản phẩm cho mình cái vẻ đẹp tự nhiên thay vì cái sự cầu kỳ thái quá. Còn về thời trang ấy, thì trong một quá trình mà mình sống tối giản ấy thì mình có một cái trải nghiệm là mình có viết ở trong cuốn sách của mình đấy là mặc một bộ đồng phục, bộ quần áo duy nhất trong vòng một tháng. <laughs> thì nếu các bạn quan tâm có thể đọc thêm về cái trải nghiệm này. Nhưng mà cái trải nghiệm này đã giúp cho mình nhận ra rất là nhiều về thời trang. Mình có làm hẳn một chuỗi blog nói về phong cách thời trang tối giản cái items nào mà bạn nên đầu tư những cái nào mà bạn không nên chi quá nhiều tiền làm sao để có thể mua ít quần áo nhưng chất lượng tốt nhất và có thể kết hợp được với nhau nhiều nhất thì mình nghĩ là cái chi phí là có thể rơi vào khoảng từ không đồng nếu các bạn có thể tận dụng quần áo cũ hoặc là mình có thể mượn của gia đình cho tới khoảng độ 10 triệu nếu mà những cái đầu tư ban đầu của mình cho thời trang và make up thứ 8 học cách quản lý chi tiêu. Tin mình đi, ở tuổi 35 mình nhận ra rằng không có cái gì làm cho mình cảm thấy tự tin hơn là chủ động và độc lập về tài chính. Khi mình có sự chủ động và kiểm soát được tài chính tốt á, thì bản thân mình thứ nhất là mình có thêm tiền để mình tái đầu tư lại cho bản thân. Ví dụ mình mua thêm sách này, mình mình mua thêm những cái bộ quần áo mà nó có chất lượng này, rồi mình học những cái thú vị, mình tái đầu tư vào chính bản thân mình. Mà cái thứ hai là khi mình có cái nền tảng tài chính vững mạnh ấy, thì mình nhận ra rằng là mình tự tin hơn trong rất nhiều việc mình có thể nói chuyện với rất nhiều người về tài chính về những cái chủ đề phức tạp hơn mình nghe những cái cơ hội đầu tư xung quanh mình mình biết đâu là những cái mà mình nên uh, chú ý là nghe những cái gì mình có thể thảo luận được có cái những cái gì mình có thể bỏ qua mình không phải ở trong cái tình trạng luôn luôn sợ hãi hoặc là luôn luôn lo lắng về tài chính nếu các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu để học về tài chính thì mình gợi ý một cái playlist video hoàn toàn miễn phí ngay ở trên kênh của mình nói về chủ đề tài chính và mình nói về rất nhiều những cái nguồn lực những cái cuốn sách hay những cái ý tưởng thú vị về tài chính cá nhân bạn có thể học một cách miễn phí và điểm thú vị là cái chi phí học ấy nó đã bằng không rồi thế nhưng mà khi mình học về tài chính ấy, thì mình sẽ có lãi và mình sẽ lại có lãi kép tức là khi mình học được tất là mình sẽ lãi rồi nhưng mình dùng cái kiến thức đấy mình đầu tư thì nó sẽ có thêm lời từ đó và từ cái lời đấy nó sẽ nhân lên thì đấy là lãi kép thế do vậy cái glow up về tiền ấy cái mức độ sáng của đồng tiền nó chiếu vào mình ấy nó sẽ khiến cho mình cảm thấy nâng cấp cả về hình thức lẫn tinh thần bởi vì mình có điều kiện mình đầu tư lại cho chính mình. Thứ 9, đi làm để có trải nghiệm. Khi mình còn trẻ, một trong những điều mình nhận ra là mình cần phải có trải nghiệm nhiều hơn, mình phải va vấp nhiều hơn, mình phải có kinh nghiệm sống hơn thì mình mới tự tin hơn bởi vì mình có cái kinh nghiệm ở nhiều cái mảng, nhiều lĩnh vực ở nhiều môi trường. Mình càng đi làm thì mình càng trưởng thành hơn. Ngày xưa khi mình chưa có một kinh nghiệm đi làm bất cứ đâu ấy thì mình làm ở các tổ chức tình nguyện là mình làm tình nguyện viên một cách miễn phí trước để mình có kinh nghiệm và sau đó thì mình mới bắt đầu apply ở những cái công việc toàn thời gian. Mình bắt đầu đi làm thêm từ khi mình mới 18 tuổi và tất cả những cái trải nghiệm khi mình đã đi làm ấy nó giúp cho mình trưởng thành hơn rất nhiều và khiến cho mình tự tin mình ra khỏi vỏ ốc của mình và nó cũng mang lại cho mình rất nhiều cái network hay rất nhiều cái cơ hội tuyệt vời sau này và là một phần quan trọng không thể thiếu được ở trong cái hồ sơ nộp học bổng tiến sĩ của mình bởi vì mình là một người có trải nghiệm chứ không chỉ là đi học thông thường thì với cái gợi ý đi làm này không chỉ là mình không tốn tiền mà mình thậm chí là có lương tháng hàng ngày để trở lại một lần nữa đầu tư cho bản thân mình có thể cái lương tháng ban đầu của mình nó không được nhiều mình mới đi làm mà. thế nhưng mà hãy xem cái đấy là một cái học phí mình làm để mình học trước đã cuối cùng chia sẻ kiến thức một cách hào phóng từ một người mà làm giảng viên và là nội dung online thì mình có thể nói với các bạn rằng là khi mình chia sẻ kiến thức ở trên mạng cho mọi người ấy, thì mình thực sự là glow up không chỉ cho bản thân mình mà còn cho nhiều người khác á, mình mang một cái ý nghĩa lớn hơn cho hành trình của mình thì đấy thực sự mới là cái điều tuyệt vời nhất của cái quá trình glow up nếu mình chỉ glow up cho bản thân mình thôi thì mình cảm thấy nó không đã mình cảm thấy trong cuộc đời của mình 35 năm vừa rồi thì cái năm mà mình làm The Present Writer là những năm ý nghĩa nhất đẹp nhất và là những năm mà mình thực sự đầu tiên cảm thấy mình Glow Up. Cảm ơn các bạn đã xem video và cùng mình bước vào tuổi 35. Nếu các bạn có lời chúc sinh nhật nào hay là có một điều gì mà các bạn nghĩ rằng là mình nên làm trong tuổi 35 để có thể nâng cấp bản thân mình hơn cho bản thân mình và cho các bạn thì hãy comment ở phía dưới nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye!